Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Nay Tuấn Japan một số cái sản phẩm máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản là trực tiếp luôn, phát trực tiếp để cho anh chị em biết là Tuấn Japan hàng về đường bay và khui trực tiếp, test luôn trực tiếp cho anh chị em đó. Ví dụ đây kiện hàng này, là kiện hàng gì đây Tuấn Japan chưa biết được. Kiện hàng thì đều có tên mác đầy đủ nhưng mà Tuấn Japan cũng chưa tìm, cũng chưa đây, đây về đường bay có mã code đây là biết hàng gì, nhưng mà hàng của mình cả lên cứ khui lần lượt ra thôi, không phải lựa chọn là tìm mặt hàng này là tìm kia mất thời gian. Đấy. Đây là cái sản phẩm gì đây? Đây là cái máy lọc nước điện giải ion kiềm. Đấy là xốp này. Xốp bọc rất là kỹ càng. Đây camera có thể quay sát đây cho anh chị em xem. Khi mà nó vẫn còn chút nước ở cái lõi lọc. Đây là cái đầu chia nước. Tôi cho bạn test nước, test luôn. Đấy, các phím phản hồi rất tốt. Vào điện. Hay camera zoom vào đây. Đấy. JV 6000 nhé, một cái bản cao cấp thí gì của hãng JV. Đây, cái hàng của Tuấn Japan thì luôn luôn là nguyên bản, không có tẩy xóa sơn sửa gì hết. Đấy. Này Tuấn Japan khui một loạt hàng cho các anh chị em xem, trực tiếp luôn, phát trực tiếp. Họ test cái này là được rồi. Camera bay quay cái này ra kia. Để ra cái ghế này. Được rồi, được rồi. Thế được rồi. Để gọn vào đây được rồi. Thôi không, cái đấy để. Đấy. Rồi Tuấn Japan thì là kết thúc cái máy lọc nước điện giải ion kiềm. Thì anh em nhớ đăng kia muốn liên hệ với Tuấn Japan thì theo số điện thoại 0929756888 và 0913320644 kết bạn Zalo. Đấy. Thì để Tuấn Japan gửi hình và giá.